Hello dòng người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các phiên bản Trigon V6 Noki. Cái phiên bản này không cần phải get key nhá, các bạn chỉ cần tải về là các bạn sẽ sử dụng được luôn. Và link tải thì mình sẽ để trong phần mô tả video. Những bạn nào có nhu cầu tải, các bạn chỉ cần bấm vào phần mô tả và làm theo cái hướng dẫn của cái link để bạn sở hữu được mình cái phiên bản này. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cách để bạn sử dụng cái phiên bản Trigon này nhá. Vì mình thấy rất nhiều bạn hỏi mình là làm sao để sử dụng được, hoặc là sử dụng nó như nào, tại vì các bạn không thấy cái logo của nó đâu. Và các bạn lưu cho mình nhé, lần đầu tiên các bạn tải về thì nó sẽ không có logo đâu. Đó, nó sẽ không có cái menu như thế này. Thì các bạn thoát ra các bạn vào lại cho mình thì nó sẽ hiện cái menu lên. Và khi các bạn ẩn logo đi thì nó sẽ ở góc này này. Đó, nó khác với Fullusu hoặc là nó khác với những cái phần mềm khác là nó sẽ ở góc dưới này. Nhưng mà cái phiên bản nó giấu rất là kỹ, các bạn nhìn không? Nó tích ở trên này này. Thì các bạn sẽ bấm vào đây và các bạn sẽ bấm vào cái hình tam giác cho mình. Sau đó thì các bạn dán cái bảng script vào đây. Đó, dán vào đây cho mình. Và các bạn sẽ bấm Ecute thì ngay lập tức nó sẽ mở cái menu lên. Đó, các bạn sử dụng cái bản script nào thì các bạn dán vào cho mình. Và mình sẽ demo thử cái bản script này nhá. Link script này thì mình cũng để trong phần mô tả của video. Và bây giờ thì mình sẽ cày level cho anh em xem, tại vì cái nick này của mình ở cấp rất là thấp. Cái nick này mình vừa mới lập để mình làm video nhá. Đó, để cày các level thì các bạn sẽ bật auto level cho mình. Đó, như vậy là nó sẽ đi farm. Các bạn nhìn nhá, nó farm thì rất là mượt, cực kỳ mượt luôn. Mình phiên bản này thì đây là phiên bản gốc, không phải phiên bản live. Dung lượng của nó thì tầm khoảng 170 MB, nhưng mà mình thấy phiên bản gốc nhưng mà mình chơi vẫn rất là ok nhá. Đó, mình farm rất là ok. Hôm nay thì mình sẽ lấy một cái điện thoại khác để mình quay lại các thao tác tay của mình cho anh em nhìn. Đó, cho anh em trải nghiệm thực tế nhá. Đó, mình chưa chọn vũ khí này. Đó, mình phải bật vào võ tân binh thì nó mới đi farm. Đây các bạn này, đó các bạn thấy không, nó rất là ngon. Phiên bản này thì khá là ok. Hiện tại thì trên Android thì có rất là nhiều phiên bản nhưng mà đa số là cần phải get key. Thì duy nhất cái phiên bản này không cần phải get key. Thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái phiên bản này để các bạn chơi. Khi nào nó get key thì các bạn lại tải lại cái phiên bản khác, hoặc là mình sẽ tìm lại cái phiên bản khác Noki để chia sẻ cho anh em. Ok, đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách sử dụng cái phiên bản này thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ nhoi nhỏ thôi. Còn bây giờ thì ok, bye, chào mọi người.